Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi chương trình Hành trình tri thức phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình VTV. Hành trình ngày hôm nay sẽ tiếp tục cùng bạn tìm hiểu về những phong tục đầu năm của người Việt. Và nói đến mùa xuân cũng là nói đến lễ hội. Đây được coi như là một bảo tàng sống về văn hóa đặc thù của dân tộc đã được lưu truyền, kế thừa qua nhiều thế kỷ. Và trung tâm của lễ hội phải kể đến là lễ rước, nơi tập trung rất đông dân chúng. Lễ rước đã xuất hiện từ bao giờ và nó có ý nghĩa ra sao? Trong lễ rước có các hiện tượng như là kiệu quay, kiệu bay được giải thích như thế nào? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong 15 phút của chương trình ngày hôm nay. Những các cái rước sách và những các cái tế thực ra nó là của triều đình, nhưng nó được người Việt nhập vào trong những cái lễ hội dân gian để đề cao thần linh của làng mình hay của khu vực mình. Cái đám rước nó thể hiện là sức mạnh của người làng. Nó thể hiện chỗ nào? Tức là chỉ đến hôm ấy thì người làng mới đi dự với tấm lòng thành kính cơ, cũng lại đến cái thời gian thiêng ấy, thì nó là cái sức mạnh của ý chí. Sức mạnh của ý chí, cho nên cái đám rước nó linh thiêng mà nó hấp dẫn người ta ở cái chỗ là ai cũng phải đi xem rước cả. Trong những các cái rước như thế thì nó có nhiều kiểu rước lắm. Cái gì người ta mà có thể rước được thì người ta sẽ tổ chức rước. Chẳng hạn như là đi rước nước, đó là cái đầu tiên của rước. Lễ rước nước là một nghi thức tâm linh rất đặc sắc, biểu hiện tín ngưỡng cầu nước của những cư dân nông nghiệp. Hầu như mọi thủ tục, mọi hoạt động trong lễ rước này như múa rồng, rước cá, chèo thuyền đều liên quan đến nước, một yếu tố rất quan trọng trong sản xuất nông nghiệp. Thông qua nghi thức này, nhân dân muốn cầu cho mưa thuận gió hòa để cấy cày thuận lợi. Lễ hội Đền Và là một ví dụ. Tính độc đáo của lễ hội còn được nhân lên bởi phạm vi diễn ra lễ hội rộng suốt từ Sơn Tây Hà Nội tới huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Hội được tổ chức trong không gian chính là Đền Và tại thôn Vân Giang, phường Trung Hưng, thị xã Sơn Tây Hà Nội, nơi thờ đệ nhất phúc thần Tản Viên, vị tổ của Bách Thần, còn gọi là Nam Thiên Thần Tổ, vị thần trong tứ bất tử của truyền thuyết nước ta. Lễ rước nước là một trong những nghi lễ quan trọng được chuẩn bị công phu trong lễ hội Đền Và. Trước khi lễ thánh, dân làng tổ chức rước bài vị qua sông Hồng đến đền rội để làm lễ rước nước. Nước được lấy ở giữa sông Hồng vào buổi sớm ngày rằm tháng Giêng. Và vì sao nguồn nước lại phải tuân thủ những quy định gắt gao như vậy? Khi lấy nước, họ phải lấy ở chỗ ngã ba sông. Đó là do cái sự hôn phối tự nhiên của những dòng nước ấy mà đưa đến cái nguồn hạnh phúc muôn thuở cho cái cư dân nông nghiệp. Nên họ hay lấy nước ở những vùng ấy. Nếu ở xa ngã ba sông thì người ta lại có một cái cách khác. Khi họ lấy nước ấy thì thường họ đi thuyền ngược dòng sông đến một cái chỗ tương đối tĩnh, cắm con sào xuống. Và ở cái con sào ấy nó có buộc với lại một cái vòng tròn ngũ sắc để tạo nên cái thiêng liêng ở trong cái vòng tròn ấy. Cho nên người ta quan niệm là trong cái vòng tròn ấy thì cái nước nó sẽ thiêng. Và khi múc đổ vào chóe lại phải đổ qua một cái vải đỏ. Màu đỏ là màu sinh khí, thì cái nước ấy càng được nâng lên cái yếu nghĩa thiêng liêng. Lễ rước nước còn diễn ra ở một loạt các tỉnh đồng bằng châu thổ sông Hồng. Các làng như Bích Chu, Thủ Độ, An Tường Kim Đê ở xã An Tường, làng Vân Giang ở xã Lý Nhân đều nổi tiếng với lễ hội rước nước này. Cư dân nơi đây tiến hành lễ rước nước là lấy nước trong sạch, tinh khiết ở giữa dòng sông Hồng để về tắm thánh, thể hiện lòng thành kính, biết ơn đến các vị thần. Lễ rước trên sông Hồng còn được tổ chức rất long trọng khai màn cho lễ hội Đền Trần tại Hưng Hà, Thái Bình để nhắc con cháu nhớ lại thuở xưa. Trước khi nhà Trần lên làm vua thì tổ tiên của mình đã sống bằng nghề trải lưới trên sông nước.
Lễ hội được tổ chức từ đêm ngày 13 đến ngày 18 tháng Giêng. Với cư dân ven sông Hồng, lễ rước nước với các đoàn rước đi dài ven đê, chống sông cờ mở rộng trời đã tạo nên một khung cảnh tráng lệ và nhộn nhịp, quen thuộc với đời sống làng xã từ thời mở nước. Nước là một trong yếu tố hàng đầu để hình thành nên nông nghiệp, chi phối mạnh mẽ đến mùa màng, đời sống của nông dân. Vì vậy họ tổ chức nghi lễ rước nước với tất cả tấm lòng thành kính dành cho một yếu tố trong ngũ hành hình thành nên sự sống. Có thể thấy lễ rước nước với những nghi lễ trang trọng mang màu sắc linh thiêng, bên cạnh đó còn có các lễ rước khác mang những nét đặc trưng riêng của từng địa phương. Nhưng một điểm chung lễ rước thường kéo dài quanh làng với trống rong cờ mở. Vì sao lại như vậy? Và những nét riêng của lễ rước này còn được thể hiện ra sao? Vua chúa ngồi trên kiệu do trai tráng khỏe mạnh trong làng rước từ đền Sái Đông Anh Hà Nội ra đình làng. Họ vừa đi vừa rung lắc quay vài vòng, khiến cho nhiều người thấy hồi hộp. Hình thức độc đáo này diễn ra hàng năm vào ngày 11 tháng Giêng tại thôn Thụy Lôi, xã Thụy Lâm, Đông Anh, Hà Nội. Nghi lễ rước vua giả từ đình làng ra đền Sái để tưởng nhớ công ơn của vị huyền thiên Trấn Vũ đã giúp vua An Dương Vương trừ yêu quái xây thành Cổ Loa. Đây có lẽ là lễ hội với màn rước đặc sắc nhất, không thể bắt gặp được ở bất cứ nơi nào khác. Tôi tham gia lễ hội này được vào 3 lần. Tôi hôm nay với vai trò là cháu của quan. Thật ra là tôi rất thấy vui mừng vì mình được hãnh diện là cháu của quan và của vua chúa. Và tôi cũng mong làm sao cái lễ hội này nó phát triển hơn và để giải rộng ra bên ngoài. Trước đó từ ngày 5 Tết, nhân dân trong làng lo sửa sang, dọn dẹp vệ sinh, làm sạch đẹp đường xá để đón vua. Ngày 6 Tết, dân làng tập trung dựng dinh cho vua, chúa và các con lại tại đình. Ngày 9 và 10, dân làng gói bánh chưng, giã bánh dày để tiến vua, mổ lợn, trâu bò cho vua khao dân làng. Ngày 11 Tết là chính hội, vua mặc long bào, chúa và các quan trấn thủ, thị vệ, tán lý, đề lĩnh, thành giang sứ, áo mão cân đai lên kiệu được rước về đền Sái bái yết Đức Huyền Thiên Trấn Vũ. Lễ bái xong, các đồ thờ kiệu vua chúa và các quan được rước trở lại ngự trong đình một ngày. Lễ hội rước vua giả diễn ra rất sôi động náo nhiệt, quân lính mặc trang phục binh sĩ triều đình, người rước vừa đi vừa hò reo vang dội. Người được chọn làm vua trong năm phải là người tuổi trên 70, khỏe mạnh còn đủ song toàn của ông cụ bà. Chúa và các quan đều là những vị cao niên, có đức độ, có uy tín trong dân chúng. Trong lễ hội rước vua giả, mọi tình tiết, mọi động tác đều nhằm diễn lại đúng theo tích xưa. Nói về cái cấu trúc của đám rước ấy, thì trong đám rước nó có kiệu này, nó có cỗ bàn này, thế rồi nó có các lễ phục, những người đi bằng lễ phục, thì tất cả đều, những cái đó đều là rất đẹp cả, đều rất đẹp và nó thể hiện cái tài năng của người nông dân. Tài năng gì? Tài năng mộc, rồi là sơn khớp, rồi là may mặc. Thì trước hết là về hình thức ấy, nó thể hiện cái tài năng đó, là tự họ làm nên những cái đám rước ấy, cái kiệu ấy, rồi cái trang phục lễ phục ấy là người ta làm hết. Lễ hội rước vua giả ở đền Sái được đánh giá là một lễ hội độc đáo đặc sắc hiếm có. Tuy nhiên đó là trường hợp hy hữu có rước người giả vua. Còn tại các lễ hội khác vẫn là màn rước kiệu truyền thống kéo dài nhiều giờ đồng hồ. Thông thường kiệu được đặt ở giữa sân đình, chủ tế đón bài vị bát nhang từ trong cung đặt vào kiệu rước. Dẫn đầu là chủ tế, hai bên là trống cái, chiêng đại, tiếp theo là cờ xí rồi đến binh khí dùng trống làm hiệu lệnh, điều khiển đội rước. Cuối cùng là dân làng đi theo reo hò chào đón. Năm thì cứ khoảng độ từ 2 giờ đến 3 giờ chiều là rước mẫu qua kia địa phận này, cho nó các cái gia đình là ở hai bên đường nó có bày lễ để nghinh rước mẫu đi qua đây. Cái rước nó làm cho người ta nghĩ tới cái sự hòa quyện giữa đất trời, mà trong nhận thức của người Việt xưa có hòa với thiên nhiên vũ trụ, hòa với lại
thần linh, tạo nên một cái không gian, không khí đồng nhất thể, thì cái ước vọng của con người lên thần linh nó mới có khả năng được thành quả tốt đẹp. Do vậy, tùy theo nhu cầu lễ rước mà làng mua sắm một hay vài cỗ kiệu tương ứng với số các vị thần tôn thờ. Rước kiệu với mong muốn có thể đưa các vị thánh thần bảo vệ phù hộ dân làng trong suốt một năm, đi lại thăm thú quanh nơi mà ngài đã cai quản, và cũng là lúc các ngài đến gần hơn với nhân dân. Điều này lý giải vì sao tại các lễ hội, người người nhà nhà chuẩn bị lễ vật hai bên đường, nơi kiệu thánh hay kiệu mẫu đi qua, cầu mong cho những điều tốt lành. Khi mà rước kiệu thì thần linh là cái nguồn sinh khí vô biên, sẽ đem đến cái hạnh phúc cho con người và cho mọi vật, cho cây trồng. Vì thế khi người ta đi rước thần linh, người ta hay rước quanh làng để cho cái sinh khí đó được bao vây quanh cái làng ấy, tạo nên cái thiêng liêng, cái được sự bảo trợ của ông thành hoàng, ông thần linh đối với làng. Cái đám rước ấy thường thường là đình, đền và đình ấy, nếu gọi là chính quy ấy, thì là thần bao giờ phải ở đền, và đình chỉ là nơi thần dự, sau đó là thần lại về đền ngự. Thế nhưng mà đất nước ta nó qua chiến tranh, và thứ hai đôi khi những cái tục làng này làng kia nó không còn thống nhất nữa, cho nên nhiều khi cái đám rước của họ là nó không còn đền nữa, thì thành ra là người ta cứ rước cái đường đi của nó là vòng quanh làng thôi. Bởi vậy, những người con của làng dù đi đâu ở đâu, những ngày hội làng đều cố gắng tề tựu đông đủ. Tất cả các nam thanh niên được chọn vào đội rước kiệu đều ý thức được trách nhiệm của mình vì được trao trọng trách đáng tự hào. Tùy số lượng thần, có thể là nếu chúng ta đi, ví dụ có thể dự cái lễ hội ở đình Bảng Bắc Ninh chẳng hạn, thì có khi 5-6 kiệu. Là bởi vì có 5-6 ông thần. 5-6 ông thần là mỗi ông thần ông phụ trách dạy một nghề, một thánh sư của cái làng bản. Thế vì vậy cho nên là thông thường chúng ta đi trong đám hội, chúng ta chỉ thấy được 1-2 kiệu thôi. Đấy là cái phổ thông nhất. Điều tạo nên tính chất linh thiêng huyền bí trong các lễ rước kiệu, đó chính là hiện tượng kiệu quay hay kiệu bay. Đó là khi kiệu tự di chuyển rồi xoay vòng, khiến cho người khiêng không kiểm soát được. Người địa phương cho rằng do thần linh hoặc thánh nhập vào người rước kiệu, đó là khi kiệu tự di chuyển rồi xoay vòng, khiến cho người khiêng không kiểm soát được. Người địa phương cho rằng do thần linh hoặc thánh nhập vào người rước kiệu, cũng có người tin rằng có một nguồn năng lượng huyền bí nào đó đã giúp những chiếc kiệu này bay. Đây là hiện tượng văn hóa tâm linh có từ lâu đời. Cho đến nay không ai khẳng định được câu trả lời nào là đúng hay sai, mà chỉ đưa ra các giả thuyết. Kiệu tự nhiên quay, gọi là tự nhiên, là chúng ta hiểu một cách theo dân gian thôi, chứ họ phải cố ý hết chứ. Những người khiêng họ quay chứ, chứ gọi là thần nào mà động được cái kiệu. Thế nhưng mà vì tín ngưỡng thiêng liêng, nên họ bảo đấy là thần muốn thì mình cứ phải thừa nhận. Khi mà họ thánh nhập cung trở về với cái đền của mình mà chưa chuẩn bị cho nó tử tế, sạch sẽ, tốt đẹp, thì thánh chưa nhập cung thì cái kiệu nó cũng quay ở giữa sân ấy, nhiều vòng. Chừng nào mà muốn cho nó dừng lại, phải đốt pháo hay làm một cái gì đó để cho những quân kiệu ấy nó được tỉnh, lúc đấy nó như là lên đồng tập thể, nó được tỉnh thì dừng lại. Thế nhưng mà cũng có những hiện tượng như kiệu bay, tôi thấy được cả cái kiệu nó được bay qua sông. Qua sông tất nhiên là những con sông mà nó có thể bay được, tức là nó có thể đi qua được, và nhìn thấy cái kiệu nó dập dờn như con thuyền ở trên mặt nước, thì cái này là những quân kiệu đó đã được chuẩn bị, và cái chuẩn bị sẵn sàng bay. Giáo sư Ngô Đức Thịnh, nhà nghiên cứu văn hóa, cũng cho biết không phải lễ hội nào cũng xuất hiện kiệu bay. Người dân tin vào sự dẫn đường của thần linh, nhưng có dẫn đường hay không thì ông cũng không khẳng định được. Tuy còn nhiều quan điểm chưa thống nhất,
nhưng rước kiệu vẫn là điểm nhấn tạo nên sự gắn kết của cộng đồng, thể hiện sự gắn bó của những người dân. Sau lễ rước kiệu sẽ là lễ tế thần và khai hội. Cũng bắt đầu từ đây, các hoạt động vui chơi dân gian của dân làng diễn ra sôi nổi. Lễ hội thể hiện sức mạnh cộng đồng và làng xã, địa phương hay rộng hơn là quốc gia và dân tộc. Đã rất nhiều những nét đẹp trong đời sống văn hóa tinh thần của người dân được lưu giữ trong các hoạt động lễ hội. Và tới đây thì hành trình tri thức tuần này cũng xin được khép lại tại đây. Mọi ý kiến đóng góp quý vị có thể liên hệ với chúng tôi qua trang Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV hoặc gọi cho chúng tôi theo số điện thoại 04-2220-8288. Quý vị cũng có thể truy cập vào website vitv.vn để xem lại các chương trình. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.